Thưa quý vị và các bạn, trong những năm gần đây thì những dự án chung cư giá rẻ có thể tiếp cận được gói tín dụng là 30.000 tỷ đồng của doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên đã được nhiều người dân có thu nhập thấp và trung bình lựa chọn. Nhưng thay vì làm tốt để đáp ứng sự tin tưởng của người dân thì gần đây hàng loạt những vụ cháy liên quan đến chung cư của đơn vị này gây lo lắng cho người dân. Và trên thực tế là Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Hà Nội cho biết là đã nhiều lần yêu cầu doanh nghiệp xây dựng tư nhân số 1 Điện Biên phải thực hiện nghiêm túc các quy định về an toàn cháy nổ. Tuy nhiên đơn vị này lại có biểu hiện phớt lờ. Qua quá trình rà soát thì các đoàn kiểm tra liên ngành nhận thấy là chủ đầu tư đã quá chú trọng đến việc bán căn hộ mà bỏ quên các bước bắt buộc trong thẩm định nghiệm thu phòng cháy chữa cháy nhằm đảm bảo an toàn cho các cư dân. 3 ngày sau vụ cháy, những cư dân của khu nhà CT4 Sala vẫn chưa hết bàng hoàng trước những gì đã diễn ra. Không thấy có chuông, không thấy có ai báo động mà cứ tự phát mình chạy. Từ hồi bác sống ở đây đến giờ thì bác chưa thấy hướng dẫn gì về cái kỹ năng là phòng cháy, chữa cháy hoặc là như nào. Thì các bác vẫn cứ nói với nhau là đây mình thấy họ thấy có những cái hệ thống bảo để báo động đây. Thế nhưng mà nếu bây giờ cháy thì chả ai biết cầm cái gì như làm như thế nào để mà cứu hỏa cả. Mình là thực sự sau khi xảy ra cái này thì rất là hoang mang, chắc là cũng người dân khác cũng thế thôi. Không được nghiệm thu điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy nhưng vẫn đưa dân cư vào sinh sống. Thiếu hệ thống hút khói của toàn bộ tòa nhà, thiếu hệ thống tăng áp, cầu thang thoát nạn, thiếu cả hệ thống báo cháy đối với các tầng. Đó là những vi phạm an toàn mà doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 Điện Biên, đơn vị chủ đầu tư tòa nhà CT4 Sala liên tục phớt lờ trong một thời gian dài. Đây là kết luận của Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Hà Nội. Không thẩm duyệt, không nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy nhưng đã được công trình hoạt động, hoặc là có những cái công trình là đã được cơ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố hoặc là cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy Bộ Công an thẩm duyệt và họ không đưa công trình này vào nghiệm thu mà đã đưa vào để sử dụng, thì đây là hai cái vi phạm hết sức nghiêm trọng đối với doanh nghiệp này. Chúng tôi cũng đề nghị với các cơ quan điều tra có thể là nghiên cứu cái hành vi vi phạm, nếu cấu thành đủ cái tội phạm, về cấu thành đủ tội phạm thì có thể là khởi tố hình sự. Doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 Điện Biên là đơn vị xây dựng và cung ứng số lượng nhà chung cư lớn ở Hà Nội. Nhưng chỉ tính từ đầu tháng 9 đến nay, hàng loạt các dự án của công ty này đã bị bà Hỏa hỏi thăm, như tòa nhà HH4A Linh Đàm cháy ngày 16 tháng 9, chung cư CT5B Sala cháy tối ngày 20 tháng 9 và gần đây nhất là tòa nhà CT4 Sala. Phải chăng cùng một chủ đầu tư nên các tòa nhà này cùng một sai phạm? Trong trường hợp này, chúng ta cũng lại phải xem xét đối với trách nhiệm của các cơ quan quản lý hành chính, thậm chí ngay cả Sở Phòng cháy chữa cháy thì cũng phải đi kiểm tra xem là cái việc thực hiện về an toàn phòng cháy chữa cháy như thế nào của Sở Xây dựng vân vân. Rồi nếu tất cả các đơn vị này đã kiểm tra mà phát hiện thấy sai phạm nhưng lại không xử lý sai phạm để tồn tại và dẫn đến hậu quả như bây giờ thì trách nhiệm liên đới của các đơn vị quản lý hành chính này cũng sẽ phải có phần trách nhiệm. Miền thanh thản đất mới, đó là mục tiêu xây dựng của các khu đô thị do doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 Điện Biên làm chủ đầu tư. Nhưng thay vì làm tốt các yêu cầu về phòng chống cháy nổ, các điều kiện về an toàn đã được quy định nhằm đảm bảo tính mạng cho người dân, chủ đầu tư có vẻ như chỉ mải bán nhà mà quên đi nghĩa vụ cũng như trách nhiệm này. Và như vậy, khi đến với miền đất mới như quảng cáo của doanh nghiệp này, có lẽ dân cư khó có thể tìm thấy sự thanh thản thực sự.